Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Vợ Chồng Son phiên bản lớp Hạnh Phúc Là Lựa Chọn. Và trước khi chúng ta gặp gỡ các cặp vợ chồng son, cho phép Quốc Thuận cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình, đó chính là sữa lớp với thông điệp chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Cho tới hiện tại là ảnh đổi xe 3 lần từ lúc tụi con kinh doanh đến giờ. Cứ mỗi năm là ảnh lại đổi xe một lần. Xe ô tô hay là xe mô tô? Dạ, xe ô tô ạ. Con đâu đồng ý đâu. Nhưng mà mỗi lần con không đồng ý như vậy thì ảnh lại bắt đầu chiến thuật là năn nỉ. Nói đi xe này mỏi lưng quá rồi. Lưng anh đau. Đem cái cuộc sống ra để khè người ta, để ảnh đúng rồi. Bị thao túng tâm lý. Kính thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, sắc màu quá vậy. Chào hai bạn. Quốc Thuận được biết hai bạn là một cặp đôi rất là nổi tiếng ở trên mạng. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con chào cô chú, con tên là Nguyễn Lê Nhật Khoa, năm nay 32 tuổi. Vợ chồng con đến từ Cần Thơ. Tụi con đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Wow, vậy đó hả? Và có làm thêm gì nữa không Khoa? Trước đây thì tụi con cũng có đi làm ở những công ty, tập đoàn của nước ngoài. Mà sau này là hai vợ chồng mục tiêu là về hưu tuổi 30 nên tự ra kinh doanh lập nghiệp bên mảng nhà đất. Bây giờ là chuyển qua tới vợ của Khoa nè. Dạ, con chào cô chú. Con tên là Bùi Mỹ Phụng, năm nay 31 tuổi. Con và chồng cùng nhau kinh doanh ạ. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược về thời gian, hai bạn là gặp nhau trong trường hợp nào? Đầu tiên hai đứa gặp nhau vào năm 2013. Vô tình là hai nhóm bạn đang đi chơi với nhau, trước đó không quen nhau hết. Thì hai nhóm đi chơi thì con thấy Phụng rất là dễ thương, rồi hoạt bát nên cũng đến xin số làm quen. Có nghĩa là năm 2013 con gặp Phụng và cái ấn tượng đầu tiên của con là con phái, đúng không? Còn Phụng thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên của con về ảnh là như là một chàng mọt sách vậy. Ảnh đeo kiến, ảnh chải tóc bảy ba, nhìn hơi mọt sách, hơi thư sinh. Con không có ấn tượng tốt cho lắm. Sau mấy lần ảnh cứ năn nỉ và con thấy ảnh có vẻ chân thành, có vẻ hiền cho nên con cho số. Nhưng mà cho số xong về ảnh nhắn tin thì con không có trả lời. Con chỉ định cho đại như vậy thôi, rồi không có định trả lời, cũng không có nghĩ là sẽ tiến tới mối quan hệ này đâu. Ủa Khoa ơi, em nhắn cho người ta mà người ta không trả lời mà em vẫn li lòm và em tiếp tục nhắn rồi làm đủ trò hết trơn vậy. Mình không gạt bỏ cô ấy đi để mình tìm một cái đối tượng khác. Thì mình cũng nghĩ là thôi, con gái thì thường hay làm neo vậy đó. Bất quá tam, mình nhắn đến lần thứ ba rồi. Nếu mà lần này không trả lời nữa thì chắc cũng không có duyên đến với nhau. Sau đó thì ảnh tấn công quyết liệt. Sau đó con bắt đầu mới trả lời lại và thấy là hai đứa là sở thích rất là hợp nhau. Sau 3 năm quen nhau, tụi con có một cái biến cố là con bị chấn thương cột sống, phải xin nghỉ việc và nằm một chỗ trong vòng 3 tháng, không đi lại được tại vì là bị chấn thương khá là nặng. Đó do tai nạn hả hay sao? Do là dắt xe bị sai tư thế và nó bị thoát vị đĩa đệm. Với lại là do trong quá trình đi làm việc á, là ảnh đã phải di chuyển đi công tác quá nhiều. Cho nên cái cột sống cũng đã bị ảnh hưởng một phần rồi. Rồi nằm trong 3 tháng nằm liệt đó thì là Phụng là cái người mà chăm sóc cho con. Tại sao Phụng lại có một cái điều gì đó đặc biệt để mà đến mà chăm sóc ảnh? Trong quá trình quen nhau thì con và ảnh cũng đã xác định là hai đứa rất là yêu thương nhau rồi. Khi mà ảnh bị chấn thương là lúc nào trong đầu con cũng nghĩ là mình phải kề cạnh để chăm sóc cho ảnh. Hai đứa đi làm phụ thuộc vào lãnh lương hàng tháng, bây giờ ảnh lại nằm một chỗ, con thì cũng phải nghỉ việc để chăm sóc ảnh, như vậy là con cũng thấy rất là nản chí. Nhưng mà trong thời gian đó ảnh lại là người động viên ngược lại, khích lệ con, nói là anh sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ phục hồi, rồi em yên tâm, có anh ở đây là anh sẽ có thể làm được tất cả mà. Có nhiều khi hai đứa ôm nhau mà khóc thì nói không biết tương lai sẽ ra sao. Khi mà thất nghiệp rồi bị chấn thương rồi, mình tự nghĩ trong lòng có khi nào bị tàn phế suốt đời không. Đúng. Nhưng rồi mà mình nghĩ là nếu mà mình không giật dậy, không động viên cái người bên cạnh mình, làm sao có thể cùng nhau cố gắng. Khi mà thấy có Phụng chăm sóc rồi động viên mình á, thì mình cố gắng vượt dậy, mà sau 3 tháng thì là nịch lưng để đi xin việc làm. Mà trong 3 tháng đó là tiền đâu mà hai đứa xài? Giờ Phụng cũng phải nghỉ để chăm cho con. Dạ, dạ. Trong 3 tháng đó là tụi con xài bằng tiền tích góp được từ những cái năm trước đó đi làm á. Ví dụ như nếu mà làm 30 triệu thì tụi con chỉ xài khoảng 6 triệu thôi. Còn lại là chi phí kia là để dành để làm vốn. Rõ ràng là hai bạn này vẫn có một cái dự trù kế hoạch cho tương lai từ những cái ngày đầu mà yêu nhau, đúng không? Dạ, một cái sự đó, quyết tâm. Đúng rồi, lúc trẻ đã như vậy rồi. Thế thì 3 tháng đó là có xài hết cái tiền mà tích lũy không? Dạ không, tụi con cũng ráng tiết kiệm. Vẫn còn đúng không? Dạ, vẫn còn. Ba tháng
là con quay lại công việc cũ hay là con tìm công việc mới? Con tìm một công việc mới gần bạn nhà. Có thành công không? Công việc đó là mình chấp nhận, là trước đây là con đã từng làm quản lý và trưởng phòng kinh doanh, thì sau này qua làm thì mình phải chấp nhận vào xuống vị trí nhân viên kinh doanh, tại vì mình đã nghỉ công ty cũ rồi. Nhưng mà từ nhân viên kinh doanh đó và từ cái khó khăn đó, con đã vực dậy và con 2 năm sau là con đã lên được vị trí giám đốc kinh doanh của một tập đoàn nước ngoài của Pháp. Giỏi quá. Wow, quá giỏi luôn. Sau cái sự cố đó là làm đám cưới luôn không hay là bao nhiêu lâu nữa mới cưới? Sau cái sự cố mà con bị chấn thương thì con thấy đây là đúng là cái thời điểm mà nên cầu hôn cưới phụng làm vợ. Bao lâu thì hai đứa mới đám cưới? Kể từ cái lúc mà anh cầu hôn. Cầu hôn là vào tháng 9 năm 2016. Thì là tháng 11 năm 2016 là hai đứa kết hôn, tổ chức đám cưới. Cũng 6 năm, gần 7 năm rồi đó. Dạ, tụi con vừa kỷ niệm ngày 6 năm ngày cưới vào tháng 11 tháng rồi. 11. Dạ. Ủa bây giờ là hai đứa là có mấy baby rồi? Dạ, hiện tại tụi con có một bé, 5 tuổi. Gặp nhau, yêu nhau, rồi đám cưới, sau là có con. Sau hôn nhân á, là bắt đầu tụi con thực hiện cái chiến lược mà gọi là nghỉ hưu tuổi 30 như thế nào? Trong thời gian mà đi làm công ty đồ đó thì tụi con cũng có làm những cái nghề tay trái, mở tiệm trà sữa, rồi mở thêm tiệm điện thoại, mở thêm nhà phân phối bánh kẹo. 4-5 lần thì đều thất bại hết. Thất bại cái vốn bỏ ra nó nhiều không con? Dạ, mỗi lần như vậy á, thì tụi con đều cân đối cái nguồn vốn từ cái tiền tích góp đi làm của tụi con. Nó hai đứa tự trang trí tiệm, tự làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí. Khi mà làm không thành công nên nó hẳn là dẹp tiệm thì nó cũng có lỗ vốn, nhưng mà ít, tụi con sẽ gán cân đối và để sang đồ để không bị lỗ. Cũng nhưng vẫn còn có thể gồng được đúng dạ, không? Dạ, nhưng mà vẫn luôn nung nấu trong đầu là phải có kinh doanh, phải vừa đi làm vừa tìm thêm một ngành nào đó để kinh doanh, vừa có tay mặt tay trái, chứ không thể nào phụ thuộc vào một đồng lương đi làm được. Cho dù có thất bại nhiều đến mức nào cũng phải làm lại từ đầu. Và sau đó là tụi con bén duyên với cái ngành là bất động sản. Thôi bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi, vạch lá tìm sâu. Hai vợ chồng ở với nhau coi như là cũng 6 năm rồi. Nếu mà tính là quen nhau luôn là 9 năm. 9 năm. Không tính thử cột mốc thôi, về ở chung nhà đi. Sáu năm thì nó có những cái điểm gì chưa hài lòng ở người ấy không đó, thì giờ ai là người sẽ khui trước nè? Là con đi. Ảnh là cho, tại vì là ảnh đã từng làm đến vị trí giám đốc quản lý nhiều nhân viên, cho nên ảnh rất là yêu cầu cao trong công việc. Ảnh rất là đúng giờ, con lại hay điệu đà, hay lại hay thích soạn đồ màu mè cho cả nhà nữa, cho nên là hơi chậm trễ là sẽ bị ảnh la rất là nhiều, nhiều khi là cãi nhau luôn. Ảnh hay la con đúng dạ, không dạ, đúng là rồi. Một thật xấu hay la mà thật trong cái đó là tự khui mình luôn, tự khui xấu mình luôn thì đó đúng thì không? Cái gì nó có lửa mới có khói chứ, có khói mới có lửa chứ lộn à. Cái này coi như huề là tại vì lỗi của con, đúng rồi, tại là mê quá cho nên là bỏ. Có gọn gàng sạch sẽ không hay là bừa bộn bê bối rồi là về một mình ơn con dọn dẹp hết? À dạ, lúc đầu á thì ảnh cũng hơi bừa bộn. Đồ ảnh mỗi thứ ảnh vứt một nơi. Nhưng mà sau nhiều lần bị con la, con giận dỗi thì ảnh đã sửa được. Ảnh rất là mê xe. Mê xe hơn dạ. Mê vợ không? Nếu mà hơn mê vợ thì mới là tật xấu nha. Dạ, nếu chỉ mê xe thôi á thì chưa phải là tật xấu. Cho tới hiện tại là ảnh đổi xe 3 lần từ lúc tụi con kinh doanh đến giờ. Cứ mỗi năm là ảnh lại đổi xe một lần. Xe hơi hay là xe mô tô? Dạ, xe ô tô ạ. Xe hơi. Mỗi lần mà đổi xe đó là nói một cái là có liền luôn hay dạ, là không, ảnh phải làm cái gì đó? Con đâu đồng ý đâu, nhưng mà mỗi lần con không đồng ý như vậy thì ảnh lại bắt đầu chiến thuật là năn nỉ, nói đi xe này mỏi lưng quá rồi lưng anh đau, đem cái cuộc sống ra để khè người ta để đúng rồi đúng rồi. Bị thao túng tâm lý đúng không xe em đổi chưa? Đúng rồi, 7 năm con chiếc đó. Bây giờ em về em dùng cái phương pháp này em thao túng tâm lý con Liên đi, không có xin nhê gì với người ấy rồi chị ơi. ai biểu hồi trước lựa chọn rồi sao trước không mỏi lưng, bây giờ mỏi lưng là sao dẹp? Anh đã từng nói với em sao lựa chọn là hạnh phúc. Vợ tôi đâu có thao túng tâm lý bà được đâu, tâm lý bà vững như bàn thạch. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của vợ con thì mê mua sắm, coi món hàng trên mạng, coi livestream hoặc là shipper thì ngày nào cũng kiếm cũng gọi hết, ghét thì quê với hàng xóm luôn, ở đâu mà mua quá trời. Có cái nào mà mình ship về mà mình quên á, mình không có sử dụng luôn? Có những món đồ con để mấy năm mà chưa nhiều có lắm. Chưa đụng tới luôn. Dạ. Còn thật xấu gì nữa nè? Điệu mất rất nhiều thời gian, như hồi nãy cái thời gian đó nó là nhiều khi là có hẹn rồi nhưng mà nãy có tự thú rồi đó là bị điệu á. Là đợi quá lâu. Vậy là bây giờ giấc giờ dây thun á. Thực ra là hai bạn này á là đã quen nhau yêu nhau là coi như gần 9 năm rồi. Cho dù những tật xấu nó có phát hiện ra từ cái năm đầu yêu nhau thì bây giờ chắc cũng đã là tôi luyện hết rồi. Dạ, đúng rồi, từ từ thay đổi hết rồi thì mới có thể bền vững vậy được đúng không? Dạ.
Nhưng mà bây giờ tụi con mong muốn cái điều gì ở nhau để mà hoàn thiện hơn nữa? Giữa dân số 100 triệu dân của Việt Nam mình mà tụi con đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của nhau, bao nhiêu khó khăn thử thách mà tụi con đã vượt qua thì thấy là không có gì để làm khó tụi con nữa. Tại vì đã tìm được cái người như là tri kỷ, người bạn tụi con xem như là bạn của nhau vậy đó. Thế là còn con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của con á là ảnh bớt hung dữ lại. Ủa gì? Hung dữ hả? Hay là vợ bớt hung dữ lại, bớt đổi xe lại. Khoa, con đã nói được cái điều là cô nghe cô thích ghê, tức là biết bao nhiêu người dân ha mà tự dưng hai đứa con tìm được nhau, đúng không? Tìm được nhau và gắn kết với nhau này cũng gần thập kỷ rồi. Mình đã lựa chọn nhau rồi. Lựa chọn nhau có nghĩa là mình đã lựa chọn cái hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Và cái hạnh phúc nó đang tồn tại trong cái gọi là cái tầm tay của mình rồi thì mình phải giữ. Không gì có thể đánh đổi được cái mình đã chọn lựa. Thường người ta cứ hỏi là hạnh phúc là gì? Đơn giản lắm. Hạnh phúc là lựa chọn. Yêu thương hóa giải những giận dỗi, mâu thuẫn. Có nghĩa là mình chỉ cần yêu, mình yêu thương nhau thì mình sẽ hóa giải được tất cả mọi thứ. Cảm ơn hai vợ chồng và chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn nữa và thành công hơn nữa với cái công việc mà chúng ta đã lựa chọn nha. Việc khóc tại vì màu nó quá trời, em thì ít nói nữa. À, cái gu của em là con trai là kiểu ít nói, lạnh lùng, kiểu làm cho ta thấy chững chạc á. Rồi nó quá trời nói luôn, nói mình không xem gì hết, nguyên buổi là nói không à. Tâm đi về khỏi nói chuyện luôn. Hôm đó là 14 tháng 2 luôn. À, ảnh mời đi ăn, xong rồi ngồi ăn xong bắt đầu đưa ra là hợp đồng. Ảnh đã chuẩn bị hết rồi thì giống như là đã gọi là perfect hoàn hảo rồi. Là lựa những cái câu nào hay hoặc là những cái gì mà cảm thấy là hai đứa cần phải thương hổ nhau trong cuộc sống này á, nên rất là thường. Rồi em bao lâu thì em mới ký liền chứ ạ? Ký liền? Ủa tại sao lại ký nhanh vậy? Em nghĩ là thời điểm đó chắc em sẽ em ế. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. À, xin chào hai vợ chồng. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Đầu tiên xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và các khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Những ngày đầu năm mới thì xin kính chúc các anh chị và khán giả năm mới an khang thịnh vượng và năm mới nhiều bình an. Thì em tên là Nguyễn Thành Trung, nay 37 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng em hiện nay đang ở Gò Vấp. Trung làm nghề gì? Em thì hiện nay đang công tác trong công ty kiểm toán. Mời vợ Trung. Dạ, xin chào mọi người. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngô Thị Hạnh, năm nay 36 tuổi, làm kế toán thuế và cũng sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Một bên là kiểm toán, một bên là thuế. Vậy là cuộc sống có nghĩa là rất là nhiều con số, đúng không? Dạ. Tôi nói thiệt, hai vợ chồng này chắc tính chắc không ai tính lại. Cái nữa là ông chồng mà muốn tính hơn cô vợ cũng không được, mà cô vợ tính hơn ông chồng này ông cũng biết hết luôn. À đúng không? Rồi bây giờ hai vợ chồng chia sẻ cho sự được biết coi cái lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là như thế nào, và có gặp nhau ở đâu đó nó có liên quan tới những con số không? Dạ không, thì tụi em thì cái là học chung trường cao học. Em bắt đầu học từ 2009. Thì 2011 thì tụi em có bắt đầu có quen biết với nhau. Tại vì chung lớp là chỉ là quen biết sơ sơ thôi đúng không? Dạ. Bạn học thôi. Mà lúc đó là mấy tụi em lúc đó là bao nhiêu tuổi? 23. 23 tuổi vậy dạ. Đã học đại học rồi là đúng không? Học đại học xong là bắt đầu học lên thạc sĩ. Thì là lớp thạc sĩ thường là mọi người đó đi làm hết rồi. Có nghĩa là mọi người đều có công việc, xong rồi có việc học của mình. Lúc học cao học thì thường là học sau giờ làm á, cũng khá là mệt. Là mệt mỏi. Tụi em thường vô cũng chỉ tập trung vào cái học tập kiến thức thôi. Lý do sao mà quen được nhau? Tới năm 2011 thì trong cái quá trình học thì cũng có tình cờ để ý là có một cái cô nàng á, cứ thường là vô trễ, ngồi đầu bàn, mặc đồ rất là nổi. Em sắc màu luôn á. Em ấn tượng cái cô gái đó. Thì em cứ để ý một thời gian thì em có hỏi qua cái anh lớp trưởng á, thì cái thông tin số liên lạc cũng tình cờ, thì cái năm đó là cũng mới biết là chị đó cũng mới chia tay bạn trai. Là chị này đúng không? Nãy giờ anh kể là chị này đúng không? Có nghĩa là em đi làm rồi đúng không? Đúng rồi, lúc em đi học là bắt đầu chia tay. Rồi cái lúc mà em có cái đối tượng mà đang file down cái lý lịch của mình á, em có biết không? Em có biết không hay là em vẫn thờ ơ với mọi chuyện? Dạ không, cái hồi đầu có nghĩa là lúc mà bắt đầu đi học á là em vẫn còn đang quen bạn trai. Thì sau đó chia tay, nhưng mà kiểu lúc đó mình có bạn trai rồi thì sẽ không để ý đến đối tượng nào hết. Đi học là đi học thôi. Rồi lớp đông lắm,
Rồi có anh lớp trưởng thì em là trong cái ban là ban cánh sửa lớp á, thì cũng giữ tiền quỹ hay gì á thì anh cũng nói thì thôi. Nhưng mà không nhớ mặt ai hết á, cho đến khi anh nhắn tin rủ đi ăn kem thì cũng đi cho vui vậy đó. Xong lúc đi thì anh vô chỗ anh nói nhiều lắm. Bị khớp baby mà nói quá trời, em thì ít nói nữa. Mà cái gu của em là con trai là kiểu ít nói thôi, lạnh lùng kiểu làm cho ta thấy chững chạc á. Trời nói quá trời nói luôn, nói mình không xem gì hết, nguyên buổi là nói không à. Xong đi về khỏi nói chuyện luôn. Mà cái ấn tượng đó là ấn tượng nó không được tốt á. Nên là cũng không thích lắm. Nói nhiều quá. Với lại mình cũng đề phòng đúng không? Thường đàn ông nói nhiều quá là chắc là rất là đau quá. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vậy làm sao cho người ta cơ hội để mà đến với mình? Ý là sao quen được á? Dạ thì ảnh cứ nhắn tin rồi cứ gọi điện rồi cứ lân la miết rồi thì nó cũng cứ theo dòng đó. Nước chảy đá mòn lắm không? Cái ngày nào em thấy em mòn. Tức là sau cái gặp nhau đó là bao lâu thì em thấy là em đã mòn rồi? Lâu. Khoảng trong thời gian khoảng 3 đến 4 tháng. Dài quá. Dài quá. Tưởng đâu mấy 3, tưởng đâu mấy năm thôi á. Ảnh chơi cái chiêu mà giống như là ta gọi là giống như hay than thở á, ví dụ như là anh đang đứng đây rất là buồn rồi rất là lạnh mà nhớ đó. Em dạ đúng rồi. Đó. Là mình cảm thấy rất là xót vậy đó. Như thế là thời gian đến lúc nào, hành động nào mà em chấp nhận anh? Em nghĩ là về con người đi, ảnh em thấy được là lo nghĩ về cho gia đình nhiều, em kiểu thích những người mà quan tâm rồi lo lắng cho gia đình. Nên em đồng ý quen. Rồi tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Tụi em thì yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì làm đám cưới. Hồi nãy là tỏ tình là cũng nói chung nó cũng không có lãng mạn lắm. Nhưng mà cầu hôn thì ổng có lãng mạn không? Lãng mạn không? Dạ có. Ông có làm hôn. Một cái điều gì đó bất ngờ với em không? Bất ngờ thì có ạ. Hôm đó là 14 tháng 2 luôn. Ảnh mời đi ăn. Xong rồi lúc ngồi ăn xong bắt đầu đưa ra là hợp đồng. Ký hợp đồng. Hợp đồng hôn nhân. Người nào soạn? Đúng không? Ảnh soạn. Cái đó em soạn. Và có thể kể một số điều khoản trong hợp đồng. Yêu cái đó nhưng mà em nhớ em sợ trên mạng mà giờ em quên rồi. Cái hợp đồng đó thì giống như là hai vợ chồng thì cùng gắn bó với nhau trong cái quá trình cuộc sống đó, chia sẻ với nhau có những cái khó khăn gì cùng vượt qua. Đi đường khi anh chở không được nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược có không? Nói chung là cũng có nhiều những cái điều như vậy á chị. Có những cái đáng yêu đó. Lương anh có bao nhiêu thì đưa vậy vui rồi. Đó. Lương anh có nhiêu xài nhiêu nghe em đó. Ví dụ. Ủa nhưng mà có những cái điều khoản nào mà nó gây cho em khó khăn không? Không, anh đã chuẩn bị hết rồi thì giống như là đã anh gọi là perfect hoàn hảo rồi là lựa những cái câu nào hay hoặc là những cái gì mà cảm thấy là hai đứa cần phải tương hỗ nhau trong cuộc sống sau này á, nên rất là bình thường ạ. Rồi em bao lâu thì em mới ký? Dạ, ký liền chứ ạ. Ký liền? Ủa tại sao lại ký nhanh vậy? Em nghĩ là thời điểm đó chắc em sợ em ế. Nhiều tuổi rồi mà sợ ế cô. Đó là 25, 26 rồi ạ. Trời ơi cô ơi là cô. Không, tại cái thời tôi mới lấy chồng nên là cô. Tôi 36 tôi mới được. Như vậy sau đó là lấy nhau. Bây giờ là tụi em đã sống với nhau được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là năm nay vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới. 1 thập kỷ rồi. Dạ. Wow. Là có con mấy đứa rồi? Em có hai bé trai. Bé 9 tuổi với bé 5 tuổi. Vậy đó hả? Có mong có bé gái nữa không? Không. Đủ rồi phải không? Đủ rồi phải không? Vậy thì cái thời gian mà tụi em mới cưới á, nó có những cái gọi là hòa hợp với nhau nhanh nhất có thể không? Hay là nó có những cái mà chưa hiểu nhau rồi về rồi bắt đầu nó lòi ra những cái chẳng hạn như về khủng hoảng tâm lý hay là cãi nhau rồi này kia nọ có không? Có chứ ạ. Hồi đầu về là em bị khủng hoảng luôn á. Đúng là cái kiểu mà khủng hoảng tiền hôn nhân hay là trong hôn nhân đó. Tiền hôn nhân. Về một cái là thấy thay đổi hết luôn. Lúc mà anh quen là trời ơi, rất là lúc nào cũng sức nước hoa rồi anh mặc nó sạch sẽ ha, rồi chải chuốt, rồi về là đồ đạc là quăng tùm lum hết á. Có khi không tắm luôn. Nói chung là ở dơ ở bận là đủ hết trong đó là giai đoạn đầu. Dạ, giai đoạn đầu là vô cái kia luôn đó. Cái xấu đó phải không? Thật xấu luôn đó. Đúng rồi. Đó là giai đoạn đầu là vậy luôn. Dạ, giai đoạn đầu là em khủng hoảng thật sự luôn. Khủng hoảng về ngoại hình anh ấy, về hình thức của anh ấy. Đúng rồi, với cả phong cách ở nó cũng khác nữa. Có nghĩa là mình gọn gàng, đúng rồi, mình gọn gàng. Còn bê bối đó. Nhưng mà bây giờ còn không? Cái tính nó còn không? Dạ, vẫn còn chứ ạ. Giống như là người ta nói qua thời gian là nó được sửa đổi, được hoàn thiện không? Nó trường tồn qua thời gian. Đẳng cấp đó, đẳng cấp là mãi mãi. Thôi gì nữa? Thôi gì nữa? Thẳng là em kể luôn á. Anh không biết nấu ăn, không biết phân biệt được cả củ hành củ tỏi luôn á. Anh không xuống bếp luôn á. Như vậy là có nghĩa là đó giờ là không có vô bếp. Dạ đúng rồi, tại vì mẹ nội trợ á thì mẹ sẽ lo hết đó. Vậy thì việc nhà với chăm con anh có làm không? Dạ
gần như là không. Chết rồi, giờ ông ngồi ôm mấy con số của ông không hết trời. Khi nào em gọi là phải nói là gọi là sai á thì mới làm, còn không sai thì tự khắc là không có việc gì để làm hết. Vậy là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất trong những cái em vừa kể? Đó là cái việc là tự chủ động chia sẻ công việc nhà với vợ thôi. Em chia sẻ thêm xíu là vợ em thì cái kia là tính hơi đòi hỏi hơi hoàn hảo, cũng có những lúc em chủ động nhưng mà vô làm sai hay bị la. Nên là biết là em thấy bị la nhiều quá nên em thấy khi nào sai thì em làm luôn. Rồi chị kết luận luôn, cầu toàn quá đúng dạ, không? Cầu toàn quá. Đó là một cái tật xấu luôn. Đúng rồi, bây giờ kể luôn đó. Đó là một tật xấu luôn đó chị. Và có hay ăn hiếp chồng không? Khi mà giận nhau thường là vợ hay giận, la thằng em thường cũng hay đi ra ngoài hoặc là em nghe. Hay giận không? Một tuần giận mấy lần? Cũng không phải hắn hay giận đâu nhưng mà hay la thôi. Hay la. Do vợ em cũng ở sạch lắm, cứ chắc là cằn nhằn á. Dạ, cứ cằn nhằn. Dạ, kiểu cằn nhằn vậy đó. Vợ em thì ở sạch lắm, cứ về là cứ lâu lâu chùi chùi xuống nghe nè. Nhiều lúc áp lực quá về nhà chỉ muốn thảnh thơi, chỉ muốn thư giãn thôi mà về nhà bị bắt cằn nhằn. Có khi nào la lại không? Cũng có thỉnh thoảng mà hôm nào ví dụ như là hôm nào mà say say về anh. Có tí men á. Nó dũng cảm. Chứ bình thường thì không. Có rượu vô mới dũng cảm đúng không? Dạ. Nhưng mà mỗi lần vợ em giận, vợ em có nói cho em biết là vợ em giận cái gì không? Hay là chỉ có tự anh phải đoán là coi em giận anh cái gì? Thì đó, phụ nữ có cái đó, chị nghĩ là muốn mình làm cái gì thì không bao giờ nói thẳng đâu. Nhìn, phải nhìn sắc mặt rồi phải nói mía mé. Tức là phải đoán ý đó đúng không? Dạ, phải đoán ý đó. Nên là nhiều khi em cũng hiểu, nhiều khi cũng trách. Mệt không em? Mệt, nhiều khi cũng mệt. Sự anh mà rơi vào trường hợp đó anh rất mệt. Tới bây giờ em cảm nhận là bây giờ cái gì phải nói thẳng. Chứ mé mé mệt, đoán ý nó rất là mệt. Mà tại vì vậy nè, có nhiều khi á, nói hoài rồi cái cũng vậy hoài á, nhiều khi mệt mỏi không muốn nói nữa, nói thành trơ trẽn á em. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì nhất trong những cái mà em đang suy nghĩ trong đầu em nè? Đối với việc nhà thì nói chung là em cũng có thể chia sẻ được, nhưng mà mình yêu cầu chồng á thì có thể là nó nhẹ nhàng hơn tí. Là có thể là chỉ cụ thể hơn. Chứ nhiều khi tại vì em thì cũng hơi bụng bề á, nên là nhiều khi làm cũng không đạt ý, dễ bị la nên em cũng lười luôn. Thứ hai là vợ có thể là bớt thời gian, có thể là nấu ăn cho nhà ăn nhiều hơn. Thì em thì cũng người Bắc á, cũng thích bữa ăn gia đình. À, tức là hiện giờ là vợ nấu ăn ngon không? Vợ thì nói chung là cũng nấu ăn được. Chị thấy là cái yêu cầu của chồng đó là chính đáng đó em. Gần 10 năm bên cạnh nhau rồi, cho dù có cãi nhau đi chăng nữa thì là vẫn họ vẫn yêu thương. Vẫn phải yêu thương, bởi vì đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc. Hiểu không? Là yêu thương nhau là trên hết tất cả mọi thứ, đúng không? Nhiều khi bực vậy thôi, nhưng mà trên hết là mình đã yêu vợ mình từ cái ngày đầu gặp rồi. Một cô bé chuyên môn đi học trễ và mặc đồ sắc màu. Những lúc đó em cứ nghĩ đến điều đó, cái tự nhiên em giãn lại hết tất cả mọi thứ, đúng không? Và để có được một cái sự viên mãn như ngày hôm nay, 10 năm, một thập kỷ các bạn yêu thương nhau, đó là gì? Các bạn đã chọn đúng đối tượng, các bạn đã chọn yêu thương, và ngày hôm nay các bạn đã chọn được hạnh phúc. Rồi, thôi bây giờ mình bốc thăm đi. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình như sau. Nước súc miệng ion muối là sự kết hợp giữa nước ion kiềm và muối biển sâu, và khoáng chất giúp vệ sinh, làm sạch các vi khuẩn gây hại cho dòng họng và khoang miệng, ngăn ngừa các bệnh về hô hấp, bảo vệ răng chắc khỏe và hơi thở thơm mát. Dung dịch vệ sinh mũi ion muối với các thành phần chính từ nước ion kiềm, muối biển sâu và khoáng chất và tinh dầu bạc hà tự nhiên, giúp vệ sinh mũi, ngăn ngừa vi khuẩn, đồng thời kháng khuẩn, kháng viêm, giảm nhanh các tình trạng ngứa mũi, sổ mũi, đau rát, sưng đỏ, mang lại cảm giác dễ chịu ngay sau khi sử dụng. Và món quà thứ hai đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ ba đó chính là sữa lớp Úc, được sản xuất từ nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu, bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Sữa tươi từ 100% bò ăn cỏ chăn thả tự nhiên, hoàn toàn không pha lại từ sữa bột, công thức ít béo, dinh dưỡng chuẩn quốc tế, giá sữa nội. Và món quà thứ tư đó chính là Hura, là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng, bữa ăn phụ mà đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Và bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý nha. Các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ bạn thích ăn món gì nhất? Thôi quá dễ luôn. Vợ bạn thích ăn món gì nhất? Vợ tôi là tôi rành luôn á. Cô ấy rất thích mắm tôm.
Rồi để xem hai vợ chồng Trung hạnh, để xem coi Trung biết bà xã thích ăn món gì không nghe. Quay ra. Ôm, tôm hay quá. Tôm bên đây. Trời ơi. Hai vợ chồng sắc màu qua mở ra. Ba quay qua món con. Món gì? Trời rồi xong. Vợ thích ăn trái cây. Và như vậy với kết quả thích ăn tôm của vợ thì hai vợ chồng Trung và Hạnh sẽ được ưu tiên chọn trước cái màu mà mình yêu thích. Màu xanh ạ. À. Màu xanh để đó. Hai vợ chồng sắc màu. Màu vàng, wow. Vàng liền kìa. Màu gì? Màu vàng. Rồi cuốn màu hồng. Cuốn màu hồng. Ủa vậy hả? Cuốn màu hồng. Rồi đó. Mời cặp vợ chồng đâu bước không? Lên những chiếc thùng mà chúng ta đã chọn. Và sau đây sẽ là Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Hai vợ chồng Khoan mở. Rồi. Và chị Vân, cuối nào? And... wow. Rồi, chị chọn được sữa lớp. Rồi, chúc mừng chị Hồng Vân. Chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Và bây giờ mời hai vợ chồng chuẩn bị. Đặt tay lên thùng. 1, 2, 3, mở. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng Trung và Hạnh đã nhận được một phần quà đến từ Hura, là nhãn hiệu bánh bông lan đến từ Bimca. Và chúc mừng hai vợ chồng đến từ Cần Thơ, hai vợ chồng sắc màu đã nhận được phần quà bé bé xinh xinh nhưng mang một thông điệp vô cùng dễ thương, đó chính là miếng cước vừa rồi. Khi chia tay nhau á thì trước hết là cảm ơn hai cặp vợ chồng, và có một cái lời chia sẻ với các bạn là như thế này. Ngày hôm nay các bạn đứng đây trên trong cái chương trình Vợ Chồng Son này có nghĩa là các bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân mà rất là hạnh phúc, rất là viên mãn rồi. Và chúng ta phải nhớ là ở cuộc đời chúng ta, mỗi một cái khoảnh khắc xảy ra trong cuộc đời đều là do sự lựa chọn của chúng ta, và chúng ta phải cực kỳ hạnh phúc với sự lựa chọn đó. Chúc các bạn lúc nào cũng viên mãn, lúc nào cũng yêu thương nhau, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha. Và trước khi kết thúc chương trình, cho phép Quốc Thuận cảm ơn thương hiệu đã đồng hành cùng với chương trình, đó chính là sữa lớp, với thông điệp chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Và bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau, và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.